Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy chấm công khuôn mặt của hãng Hikvision với model là DS-K1T341AMF. Máy chấm công này sẽ có dung lượng tối đa là 3.000 khuôn mặt, 3.000 vân tay, 3.000 thẻ từ máy phe, màn hình cảm ứng 4,3 inch, hai camera với công nghệ học sâu và hỗ trợ có khả năng hỗ trợ là xác thực khuôn mặt khi trời tối. Đầu tiên, để sử dụng máy chấm công này thì chúng ta sẽ sử dụng những cái jack kết nối đi kèm theo máy, bao gồm là có một cái jack kết nối bằng dây mạng và cái jack kết nối để kết nối nguồn cũng như là điều khiển quá điện. Thì ở đây mình đã đấu kết nối sẵn rồi. Ở phần kết nối nguồn thì sẽ có hai dây đỏ đen to hơn những cái dây còn lại để cấp nguồn âm dương cho khóa. Nguồn sẽ sử dụng là nguồn 12V DC với bộ cấp nguồn đi kèm, cắm vào cái cổng nguồn tròn đây, lối ở đây. Nguồn 12V DC 2A. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ cấp nguồn cho máy. Khi cấp nguồn cho máy, máy sẽ thể hiện một cái dải đèn led ánh sáng trắng để báo hiệu là đã cấp nguồn. Và chúng ta sẽ chờ một lát để máy khởi động. Sau khi máy khởi động xong, trên màn hình sẽ hiển thị lên bảng để chúng ta nhập mật khẩu kích hoạt thiết bị. Mật khẩu này sẽ bao gồm 8 đến 16 ký tự, có cả số và chữ. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ là ABCD1234. Dòng dưới thì các bạn nhập lại mật khẩu một lần nữa. Sau khi chúng ta nhập mật khẩu đúng ở dòng trên và dòng dưới xong thì chúng ta nhấn vào cái phím là Activate để kích hoạt. Chúng ta chọn ngôn ngữ, bao gồm ngôn ngữ tiếng Anh là mặc định hoặc ngôn ngữ tiếng Việt. Thì ở đây mình sẽ chọn ngôn ngữ bằng tiếng Việt. Nhấn Next. Chọn chế độ áp dụng, chúng ta để mặc định ở trong nhà. Tiếp theo. Ở đây máy sẽ yêu cầu chúng ta thêm một cái người quản trị viên đầu tiên để truy cập được vào menu của máy cũng như là để chấm công. Thì ở đây mình sẽ để cái menu, cái ID người dùng đầu tiên là số 1 và chúng ta đánh tên người dùng đầu tiên. Ví dụ như ở đây mình đánh là phố công nghệ. Sau khi đánh tên người dùng xong thì chúng ta nhấn vào tiếp theo. Chúng ta chọn thêm quản trị viên bằng khuôn mặt hay vân tay hay thẻ từ. Thì ở đây mình sẽ thêm bằng khuôn mặt trước này. Nhấn vào khuôn mặt. Sau đó nhìn vào cái biểu tượng hình tròn ở trên màn hình. Và chúng ta nhấn vào cái biểu tượng chụp ảnh đây. Đấy. Sau khi chúng ta đã thêm chụp ảnh khuôn mặt xong ấy, đấy thì là máy sẽ lưu lại và tiếp tục chúng ta thêm bằng vân tay. Mình sẽ thêm bằng ngón trỏ nhé, 3 lần. Đấy. Còn cái việc mà thêm bằng thẻ, các bạn có thẻ thì các bạn thêm vào, còn các bạn không có thẻ thì các bạn bỏ qua bước này. Đấy. Ở đây mình sẽ tạm thời bỏ qua, mình sẽ nhấn vào đồng ý. Đấy. Vậy là việc thêm người dùng đầu tiên ở trên máy để làm quản trị viên đã thành công. Thì lúc này để mà truy cập được vào menu của máy thì các bạn sẽ nhấn và giữ trên giữ ngón tay trên màn hình khoảng tầm 3 giây. Bao giờ có hiển thị cái biểu tượng mà cái ngón trỏ gạt trái gạt phải như ở phía trên đây thì các bạn gạt sang trái hoặc gạt sang phải, và lúc này máy sẽ yêu cầu chúng ta xác thực bằng khuôn mặt hoặc vân tay để chúng ta truy cập vào menu. Ở đây mình sẽ xác thực bằng khuôn mặt. Đấy, thì sau khi xác thực khuôn mặt xong thì nó sẽ truy cập được vào menu của máy. Sau khi truy cập vào menu của máy thì chúng ta sẽ có 8 danh mục để thiết lập người dùng cũng như là thiết lập thiết bị, bao gồm là người dùng, truy cập, TNA, liên lạc cơ bản, sinh trắc học, dữ liệu và bảo dưỡng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào phần người dùng. Phần người dùng này sẽ là mục thêm sửa xóa nhân viên, người chấm công. Đấy. Lúc này mình đã thêm một mình là đầu tiên, là người quản trị thì sẽ có là danh sách ID đầu số 1 là đầu tiên đây. Để thêm người dùng tiếp theo thì các bạn nhấn vào dấu cộng bên phía bên góc phải trên cùng đây. Đấy. Và cái ID này đã mặc định là số 2, các bạn có thể thay đổi. Vì ý muốn là các bạn thay đổi số bao nhiêu cũng được. Đấy. Tên người dùng đây. Nhập tên, các bạn nhập tên là Nguyễn Văn A chẳng hạn. Đấy, Nguyễn Văn A, sau đó các bạn nhấn vào đồng ý. Nó đã thêm được tên. Phần thẻ, các bạn có thẻ thì các bạn nhấn vào đây. Các bạn nhấn vào dấu cộng. Và các bạn quẹt thẻ từ lên thiết bị. Đấy, lúc này thiết bị nhận được cái định dạng của thẻ và sẽ cho ra cái số thẻ ở đây. Và các bạn nhấn vào tích V ở trên cùng đây để lưu. Đấy là các bạn đã thêm được thẻ. Các bạn thêm cái thẻ tiếp theo thì các bạn nhấn vào dấu cộng. Ở góc phải đây. Quay lại, chúng ta sẽ có phần thêm vân tay. Vân tay chúng ta thêm được tối đa 10 vân tay. Các bạn nhấn vào cái hàng vân tay và nhấn vào dấu cộng. Đấy, các bạn, lúc này mình thêm dấu ngón trỏ cho quản trị viên. Bây giờ mình thêm ngón cái này. Các bạn nhấn 3 lần nhé. Đấy. Để thêm vân tay nữa thì các bạn cũng tích dấu cộng đây. Các bạn nhấp vào vân tay. Đấy. Quay lại, chúng ta tiếp tục ở cái dòng mật khẩu.
Các bạn lưu ý là mật khẩu các bạn không thêm được ở trên máy chấm công trực tiếp mà các bạn phải thêm qua phần mềm. Đấy, cái lúc này sẽ các bạn sẽ phải sử dụng cái phần mềm chấm công là IVMS 4200 AC, đấy là phần mềm chuyên dụng chấm công. Còn ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng phần mềm IVMS 4200 là dành cho tất cả các thiết bị của hãng Hikvision. Ở phần khuôn mặt thì các bạn cũng nhấp vào cái dòng khuôn mặt đây. Đấy, các bạn cũng quẹt thẻ quẹt đứng cái hình khuôn mặt của mình vào cái khu vực hình tròn và nhấn vào cái biểu tượng chụp ảnh. Thì lúc này máy sẽ chụp ảnh và lưu lại cái khuôn mặt của bạn để lưu. Và xác thực cài đặt chế độ cài đặt của thiết bị. Các bạn để cái mục mặc định. Mục này sẽ là mặc định. Vai trò người dùng thì chúng ta có hai cái. Vai trò một là vai trò người dùng thường, tức là các bạn chỉ là nhân viên bình thường không có quyền truy cập vào menu của máy này. Hai là các bạn là quản trị viên thì sẽ có quyền truy cập vào menu của máy để thiết lập máy. Sau khi chúng ta đã thiết lập xong các thao tác thì chúng ta nhấn vào tích V ở góc phải trên cổng để lưu. Đấy. Vậy là chúng ta vừa thêm được người mới. Để chỉnh sửa người dùng này thì các bạn nhấn vào cái người mà chúng ta muốn chỉnh sửa. Và các bạn muốn chỉnh sửa thông số là ở đây thì các bạn tích nhấp chọn ở đây. Đấy, để thêm. Thêm vân tay, thêm thẻ từ. Nhưng mà ở cái phần ID nhân viên này thì các bạn không thể chỉnh sửa được nhé. Một khi đã thêm rồi thì không thể chỉnh sửa được, chỉ có xóa thôi. Đấy, để xóa người dùng thì các bạn cũng chọn vào biểu tượng thùng rác ở trên góc phải trên cổng để ấn xóa người dùng này. Và quay lại danh mục truy cập. Phần truy cập này là để cho chúng ta thiết lập những cái xác thực sinh trắc học đấy để mà truy cập vào máy. Cũng bao gồm là xác thực đầu cuối, chế độ đấy, bao gồm là loại đơn chứng nhận như là phương pháp xác thực là vân tay, thẻ từ, khuôn mặt. Xác thực máy đọc chế độ. Đấy, cũng loại đơn chứng nhận là phương pháp là đọc là vân tay, thẻ từ, khuôn mặt hay là các bạn chọn khuôn mặt không. Đấy. Đồng ký hay là thẻ. Ở loại kích hoạt thẻ NFC các bạn bật kích hoạt hoặc là tắt kích hoạt lại đi cũng được. Tiếp xúc cửa vẫn đóng, tức là khi các bạn đầu nối vào khóa điện từ 500 hoặc là khóa cho rơi để điều khiển đóng mở cửa thì nó sẽ ở chế độ là luôn đóng, tức là các bạn phải xác thực vào thì cửa nó mới mở, còn không có thì nó sẽ ở chế độ là đóng cửa. Thời gian mở là 5 giây, thời gian xác thực là 0 giây, tức là máy vẫn rất là nhanh. Các bạn chỉ cần đi lướt qua là cái máy này đã xác thực được khuôn mặt của bạn. Ở phần tiên đây, danh mục tiên đây là danh mục chủ yếu là dành cho cái việc chấm công. Nhưng mà như mình đã nói là cái phần mà thiết lập báo cáo chấm công, tổng hợp dữ liệu thì các bạn sẽ sử dụng ở trên cái phần mềm IVMS 4200 chuyên dụng dành cho máy chấm công. Ở danh mục tiếp theo là danh mục liên lạc thì sẽ bao gồm là kết nối mạng có dây, kết nối RS485, kết nối Wigan, truy cập HDK gạch ngang Connect. Đấy, phần kết nối mạng có dây thì các bạn sẽ thiết lập những cái địa chỉ IP của máy. Đấy, để làm sao mà kết nối được đến máy tính. Chế độ bật DHCP hoặc là tắt DHCP nó sẽ tùy thuộc vào theo cái việc thiết lập mạng của bạn. Chế độ RS485 là kết nối với cái bộ điều khiển trung tâm để trong trường hợp mà các bạn muốn cái máy chấm công này thành cái bộ kiểm soát cửa. Chế độ Wigan để thiết lập kết nối với đầu đọc phụ để kiểm soát cửa. Và truy cập HitConnect, tức là cái mục này để cho chúng ta là kết nối HitConnect, nền tảng HitConnect để xem cái dữ liệu truy cập ra vào của người dùng trên cái điện thoại di động. Đấy, bằng cái nền tảng ứng dụng HitConnect. Còn nếu mà các bạn không muốn xem qua điện thoại di động smartphone thì là các bạn tắt chế độ này đi. Tiếp tục ở phần cơ bản, cài đặt cơ bản thì ở phần này nó bao gồm các cài đặt dành cho máy, ví dụ như là phím tắt hay là cài đặt giọng nói, cài đặt thời gian, cài đặt ngôn ngữ, cài đặt đèn rồi là số khu tòa nhà thứ. Đấy, cái này cài đặt thiết lập về máy. Và danh mục thứ 6 là danh mục sinh trắc học, bao gồm là các chế độ áp dụng này, trong nhà, mức sống này, khuôn mặt này. Đấy, tính năng khoảng cách nhận diện khuôn mặt, khoảng thời gian nhận diện khuôn mặt, tính năng động cao, cấp độ bảo mật khuôn mặt, rồi là cài đặt các cài đặt khác. Và nhưng có một cái chức năng là bật chế độ là xác thực khuôn mặt kể cả ngay cả khi đeo khẩu trang. Và các bạn lưu ý thêm là cái dòng thứ ba là khoảng cách nhận diện khuôn mặt. Nếu mà các bạn mà thấy nhận diện khuôn mặt nhanh mà các bạn không muốn mình máy nó xác thực nhiều khi mà các bạn ngày nào cũng đi qua thì các bạn có thể thiết lập cái khoảng cách nhận diện này bằng cách là các bạn nhấp vào đây, các bạn để cái thu gọn lại cái khoảng cách để máy xác thực. Ví dụ như là các bạn để khoảng cách 0,5 mét thì trong 0,5 mét từ tính từ máy, nếu các bạn đứng vào đó thì máy mới xác thực. Đấy, còn nếu mà xa hơn, ví dụ như 1 mét, 1,5, 2 mét thì máy sẽ không xác thực. Đấy. Ở menu là dữ liệu. Dữ liệu thì có bao gồm là xóa dữ liệu, nhập dữ liệu và xuất dữ liệu. Đấy. Tất cả những cái dữ liệu ở trên máy này thì các bạn có thể xuất nhập xóa ra máy tính, ra USB. Thì từ USB các bạn có thể copy vào đâu cũng được. Và phần cuối cùng sẽ là bảo dưỡng.
Bảo dưỡng thì bao gồm là thông tin hệ thống, máy là hệ thống như thế nào, số seri các thứ. Ngày sản xuất, dung lượng là bao nhiêu? Dung lượng là 3.000, 3.000 người dùng, 3.000 khuôn mặt, 3.000 thẻ từ, 3.000 vân tay và 150.000 sự kiện chấm công. Và có phần nâng cấp thiết bị, bao gồm là chúng ta có thể nâng cấp cái firmware của thiết bị qua cổng USB. Và một số cái thao tác như là bỏ liên kết tài khoản ứng dụng hoặc là khôi phục lại tất cả các cài đặt về nhà máy, khôi phục lại cài đặt mặc định hay là khởi động lại thiết bị. Nó sẽ ở trong cái mục này. Rồi trên đây là hướng dẫn sử dụng máy chấm công nhận dạng khuôn mặt HikVision DS K1T341AMF để được tư vấn và hướng dẫn về sản phẩm tốt nhất. Xin mời các bạn truy cập website phocongnghe.com.vn hoặc hotline 0988 803 283. Xin trân trọng cảm ơn.